Xin chào mừng quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Mỹ Hạnh. Vâng, clip của ngày hôm nay, cửa hàng âm thanh Mỹ Hạnh sẽ test gửi vị khách hàng có địa chỉ tại Hải Dương một chiếc máy hút ẩm. Mà chiếc máy hút ẩm này thì có dung tích hút là 22,5 lít trên một ngày và sử dụng điện 220V. Vâng, những chiếc máy hút ẩm bên cửa hàng âm thanh Mỹ Hạnh thì vẫn có, và tại thời điểm này thì những chiếc máy hút ẩm Mitsu chân voi cũng rất là hot. Nhưng mấy hôm nay thì nắng ấm cũng lên rồi và những chiếc máy hút ẩm hiện tại vẫn còn đây. Vậy những vị khách hàng mà yêu thích đến dòng máy hút ẩm Mitsu chân voi và cửa hàng âm thanh Đức Hạnh có những cả chiếc máy điện 100V hàng mới tinh cũng vậy. Bên cửa hàng vẫn sẵn hàng, và hôm nay thì cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cũng lại về thêm được hai chiếc máy bãi, một chiếc có dung tích hút là 33 lít trên một ngày của hãng Panasonic. Và đặc biệt thì chiếc máy này là chiếc máy có phím cảm ứng. Đấy. 33 lít trên một ngày, nhưng mà tất cả đây là phím cảm ứng. Đời rất là cao để những vị khách hàng có thể sở hữu cho một phòng rộng tầm 100m2. Thì một chiếc máy này nó thừa cho quý khách hàng sử dụng luôn. Còn những chiếc máy mà có dung tích hút trên 20 lít của hãng Mitsu chân voi, quý khách hàng có thể sử dụng cho một phòng 50-60m2. Ok, nhà của chủ shop cũng dùng một chiếc máy Mitsu chân voi và sử dụng cho một phòng khách 60m2. Vậy là những chiếc máy này thì có công dụng thực tốt để quý khách hàng có thể không phải là mua để sử dụng trong năm nay. Có thể là các bác sử dụng quanh năm ngày tháng, cũng như là các bác muốn phơi đồ cho những ngày mưa lồm ẩm, thì các bác có thể sử dụng một chiếc máy hút ẩm cho phòng phơi đồ thì quần áo lúc nào cũng khô và thơm tho nhé. Bên cửa hàng thì còn 4 chiếc chân voi nữa đây ạ. Một chiếc vừa về này, có dung tích hút 26 lít này, và chiếc số 132, 133, và chiếc bên này là một chiếc 128. Còn chiếc 131 này thì khách hàng cũng đã quan tâm và chốt đơn rồi. Vậy cửa hàng xin gửi cho cửa hàng đang test, để các bác đừng nghĩ là những chiếc máy này hút mà không có nước nhé. Mùa này thì chỉ cần cắm lên thôi, máy cũng đã là chạy. Trong phòng các bác thì không nhìn thấy cái độ ẩm mà như mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy được. Nhưng sản phẩm này thì vừa có chủ shop cắm mà cũng đã có nước luôn rồi đấy ạ. Vâng, xin gửi cho anh Thắng có địa chỉ tại Hải Dương một chiếc máy mang mã số 131 này. Vâng, vậy cửa hàng xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng vào những video clip tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt.